Lữ khách 24 giờ, một chương trình truyền hình thực tế với những trải nghiệm đặc biệt dành cho các nghệ sĩ, những người nổi tiếng lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Trước khi bắt đầu thử thách, không thể quên những vật dụng đồng hành cho chuyến hành trình: một sim điện thoại, một mũ bảo hiểm, một xe đạp Jingle Double Thơm Mát để họ thêm tự tin và 50.000 đồng. Bằng chính sự nhạy cảm, óc hài hước và khả năng thích nghi, mỗi nghệ sĩ phải đi tìm địa điểm thử thách, sau đó hoàn thành thử thách trong thời gian được quy định. Đặc biệt hơn nữa, mỗi nghệ sĩ phải xin để được ở trọ qua đêm trong nhà một người dân và trải nghiệm cuộc sống mới lạ ở đó. Hãy cùng chờ đón những điều thú vị bất ngờ chỉ có trong chương trình Lữ khách 24 giờ. Sau khi tách khỏi nhóm Amigozi để theo đuổi sự nghiệp solo, Lan Trình đang từng bước khẳng định mình với phong cách trẻ trung quyến rũ, luôn tận dụng ưu thế về khả năng trình diễn đa dạng. Lan Trình luôn khiến người xem tò mò cho bất kỳ sản phẩm nào sắp phát hành. Và trong hành trình ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng chờ xem tắc kè hoa Lan Trình sẽ mang đến điều gì thú vị nhé. Ngọc Ánh xuất thân là một người mẫu tin, sau đó bén duyên điện ảnh với vai diễn đầu tiên trong phim Kính Vạn Hoa, tiếp đó là nhân vật Cúc Hương trong phim Nữ Sinh và một số phim truyền hình. Gần đây nhất là vai trò dẫn chương trình, Ngọc Ánh quan niệm rằng sẽ không gò bó mình theo một định hướng nhất định mà luôn cố gắng hoàn thiện và thay đổi để luôn luôn làm mới mình. Trải qua hai thử thách đầu tiên với nhiều thú vị và không ít khó khăn, lúc này Ngọc Ánh và Lan Trình cũng đã sẵn sàng với thử thách thứ ba. Đây là thử thách mà Lan Trình và Ngọc Ánh đều cảm thấy lo lắng, không biết mình có vượt qua được không. Xin mời khán giả cùng đón xem thử thách cuối cùng, xin ở trọ. Bạn hãy xin ở trọ trong một ngôi nhà bất kỳ tại nằm tại tổ 5, thôn Tiến Thanh, xã Tiến Lợi, thành phố Phan Thiết để xin tá túc lại qua đêm. Lưu ý bạn không được lấy lý do đang tham gia chương trình Lữ khách 24 giờ để xin tá túc lại. Chào cô, chào chú ạ. Con đi thăm thành phố Phan Thiết, muốn xin ở lại ngủ qua đêm ở nhà một, tại vì cũng không đủ tiền ở khách sạn nên xin ở lại qua đêm trong nhà, nên cô chú có cho phép không ạ? Được không ạ? Được. Sướng quá. Con cảm ơn cha con ở lại tối ngày hôm nay, hy vọng là không làm phiền cô chú. Chắc con hỏi nhà mình làm nghề gì, có nghề gì không? Trồng bông. Trồng bông rồi. À, mình có trồng giống nhau hết không? Khác, coi như Tết làm 6 thứ bông lận. Sáng này làm có 2 thứ à. Là vàng thọ với lại... Đúng như mong ước của Lan Trình, khi bắt đầu tham gia chương trình, Lan Trình đã tìm được một ngôi nhà để ở trọ qua đêm với những người chủ nhà thật thân thiện và vui tính. Nhưng liệu thành công có dễ dàng đến với cô không? Trong khi đó, Ngọc Ánh vẫn đang đi dạo xung quanh và tìm hiểu về cuộc sống của một số nhà dân quanh đó. Thầy ba cô. Cô đang đi vòng tham quan con. Hình như ở đây nhà nào cũng có vẻ khá giống nhau vậy. Em đang đi chơi vòng tham quan ở trong cái khu phố này thôi. Dạ, em không biết nhà, cho em hỏi nhà anh ở đây được lâu chưa ạ? Lâu rồi ạ. Dạ, anh ở một mình hay là ở với gia đình ạ? Ở một mình. Anh ở một mình. Wow. Dạ? Vợ con này nè. À, vợ con. Dạ, em chào chị. Chào chị. À, dạ không, không có gì hết. Tại em đang đi tham quan để hỏi sơ lược xem cuộc sống của người dân ở đây như thế nào mà. Thôi, cảm ơn anh chị nha. Mình chú làm thôi ạ. Không, không có thêm nhân viên, không có ai hết ạ. Chú ở với gia đình chú có mấy người ạ? 5 người. Ở gần đây cũng vui ha chú ha. Nhà cũng san sát nhau ha. Dạ thôi con cảm ơn chú, con chào chú nha. Tại chú coi như còn đứa nữa. Đó, con nói thâu giờ coi như nhà coi như cũng hơi tật vật thì thâu giờ mấy con đi một vòng à. Đi một vòng coi như rồi nếu mà không được thì quay lại tính sao. Con thông cảm nha. Dạ, đâu có gì đâu. Con đi một vòng mà không có ai cho con tá túc thì cứ thì quay lại đây. Dạ thầy. Rồi tính sao. Vừa mới vui mừng vì được đồng ý thì bây giờ Lan Trình đã phải ngậm ngùi ra đi, tìm một ngôi nhà khác vì chủ nhà thay đổi ý kiến. Chào cô ạ. Dạ con đến thành phố Phan Thiết chơi. Con không biết con có thể ngủ lại đây tối nay được không ạ?
À, cô mời cô ăn xin gom trước. Không, không cũng được, không được cũng được. Con tặng cô trước. Coi như là con Lan Trinh hôm nay có duyên để gặp cô, con tặng cô. Dạ rồi. Dạ. Nếu mà cô ngại thì cũng không sao đâu ạ. Dạ, để con đi vô hỏi tiếp. Dạ. Cũng với lý do như ngôi nhà đầu tiên, nhưng lần này Thành Công đã không mỉm cười với cô. Chào chị. À, chị chủ nhà này phải không ạ? À, cho em nói chuyện chị chút được không ạ? Dạ, em là Lan Trinh. Em tới thành phố Phan Thiết đi chơi, mà tối nay thì em muốn ngủ lại nhà của một người ở trong Phan Thiết á, để biết được nhiều hơn về con người ở đây. Không biết không biết được ở đây không có chỗ, có nhà nhưng mà chật không? Chật lắm hả chị? Dạ, nếu mà chị ngại, em tặng chị quà nè, có như quà của em. Hả, à, cảm ơn chị. It hurt and sad. Các bạn, như ngôi nhà này có vẻ là ngôi nhà cũng rất là đẹp. Nè, vào trong thử xem. Xin chào bà. Ở đây gia đình mình sống bao nhiêu người vậy ạ? Dạ, hai vợ chồng với hai bà cháu. Ra đây cô. Bao nhiêu tuổi? 6 tuổi. Học lớp mấy? Học lớp 1. Có tên gì? Tên Lý. Dí có thể cho cô một miếng nước được không? Được. Ừ. Cảm ơn nha. Vẫn chưa dám đưa ra lời đề nghị xin ở lại qua đêm, Ngọc Anh vẫn đang tiếp tục đi đến từng ngôi nhà để tìm hiểu trong khi những tia nắng cuối ngày đang tắt dần. Khó quá. Xin chào anh. Anh ơi, anh có thể cho em tối nay tá túc một qua đêm ở nhà anh được không ạ? Thôi vậy thôi, em cảm ơn anh. Dù đã thủ hết can đảm để xin ở trọ qua đêm, nhưng Ngọc Anh chỉ nhận được lời từ chối từ anh chủ nhà. Khó khăn quá đi. 6 giờ tối rồi mà chưa xin được nhà nữa, có khi nào còn ngủ ngoài đường không? Còn Lan Trinh vẫn đang tiếp tục cố gắng hết sức tìm cho mình một ngôi nhà đồng ý cho mình ngủ lại qua đêm. Chào ông, chào bà. Dạ, con là Lan Trinh. Con ở thành phố Hồ Chí Minh đến đây chơi. Và tối nay thì con không biết là... dạ, ông với bà có đồng ý cho con ngủ lại tối nay không? Cô làm cho em nào hôm nay ở đây con em nó xanh. Dạ. À vậy hả? Dạ, vậy chúc cho mẹ chồng con vui. Rồi, cảm ơn nhé. Dạ, à, con có phần quà của, phần quà nhỏ là để con tặng nha. Dạ, dạ. Em không biết là em có thể tối nay ngủ lại ở nhà chị không? Không, em à, nhà chị đông điên à. Chị có thể cho phép em tối nay ngủ lại đây được không? Chị là ông xã không? Anh ơi, mình đi thẳng này ra đâu vậy anh? Ra đâu vậy? Em phải đi tìm một nhà để ngủ đây mà không có, chưa có nhà nào đồng ý cho ngủ cả. Cho ngủ nhà mình đấy. Ở vậy cho em vào, em chào hỏi chị nhà nhé. Dạ, cảm ơn anh, trời mừng quá. Yeah. Cuối cùng có tìm được. Xin chào chị. Chị ơi, đừng có quay. Cao Vy chưa được phép rồi, chị được anh chưa được quay. Dạ, em xin phép anh rồi. Từ đó chị đã nói gì đâu. Chị không đồng ý anh ạ. Vậy thôi, làm phiền anh chị. Xin phép anh chị. Chẳng biết nói gì hơn, nỗi thất vọng hiện rõ trên gương mặt Ngọc Anh khi bị chị chủ nhà từ chối, trong khi anh chủ nhà đã đồng ý. Lại thất bại lần thứ hai rồi. Khổ quá. Bây giờ Trinh nghĩ là Trinh sẽ quyết tâm quay lại nhà đầu tiên để năn nỉ cô chú. Lúc đó cô chú chịu rồi. Chắc tại cô chú thấy mình xin dễ quá nên đổi ý. Năn nỉ chút là được mà. Sau một hồi loanh quanh tìm cho mình chỗ nghỉ qua đêm, cuối cùng Lan Trinh cũng quyết định quay lại ngôi nhà đầu tiên chú để năn ơi. Nỉ chú chủ nhà. Dạ, con đi đúng một vòng rồi nhưng mà mỗi nhà có mỗi hoàn cảnh, cũng không có, họ cũng rất là dễ thương nhưng mà không cho con ngủ lại được. Thôi giờ coi như là vô hay ở đây tắt tóc đây con đỡ. Dạ con cảm ơn chú. Chào anh chị ạ. À. Dạ anh chị ơi, tối nay anh chị có thể cho em tá túc lại một đêm được không ạ? Nhà cứ thì bề bộn quá. Anh chị ở đây lâu chưa? Thời của ba mẹ chị ở lâu rồi. Ừ. 80 năm rồi. Dạ. Nói chung thì
cái chuyện mà tá túc thì gia đình cũng vui lòng thôi, nhưng mà có một cái là nhà cửa vẫn chỉ là những lời từ chối, những cái lắc đầu. Lúc này có lẽ trong lòng Ngọc Ánh đang rất lo lắng cho mình trong đêm nay sẽ như thế nào. Mặc dù trên gương mặt của cô lúc nào cũng tươi cười, cố gắng lên Ngọc Ánh nhé. Trong khi người bạn đồng hành của mình vẫn còn lang thang ngoài đường, thì Lan Trình đang vui vẻ trò chuyện với chú Hợp về cuộc sống và công việc trồng hoa của gia đình chú. Trồng là coi như là gọi là coi như cái lúc mà trồng làm đất rồi trồng nó sẽ còn được. Khi trồng xong rồi coi như là tứ rồi coi như là thì nhẹ. Tứ thì nhẹ. Làm hai vợ chồng có tới ngày bé 30 mùng 1 thì giờ mấy đứa con nó tập trung tới phụ bé nữa. Dạ. Hoa xong. Bình thường mình nhìn thấy hoa mình thấy rất là đẹp, nhưng mà mình đâu có biết cái công sức của người trồng nó cực như thế nào. Lúc mà mình con không biết nữa, trồng gieo hạt hay là sao ạ? Gieo hạt cho nó mọc lên. Dạ. Nó mọc lên có 15-20 ngày rồi bắt đầu mình mới nhổ ra. Dạ, mình nhổ ra là coi như mình trồng ra luôn. 2 tháng là có hoa bán. Dạ. Nhưng mà có bao giờ mà nó có cái tình huống nào mà hư hoa không? Đang có đó, coi như cũng hư kinh lắm đó. Tính ra 3 tép coi như là 900 cây, nhưng mà cuối cùng coi như bán được đâu có 20 mấy cây. Từ cái ngày trồng cho tới cái ngày bán là coi như chết còn có 20 mấy cây. Mà lý do không? Lý do là coi như là đó là do bệnh á. Dạ con chào cô. Tối nay cô có thể cho con ngủ lại được một đêm ở nhà cô được không ạ? Không có hả? Dạ. Dạ. Người ta túc lại một đêm. Hết phòng rồi. Hết phòng rồi hả cô? Chị nói chuyện gì thế này? Con nhỏ thì nó kìa chị vô ở lại nó. Có lẽ nhìn thấy sự vất vả của Ngọc Ánh, một bạn gái đã nhiệt tình giới thiệu cho Ngọc Ánh một ngôi nhà. Nhà của ai? Bao nhiêu người em? Nhà có 2 mẹ con. Một chồng. Từ từ rồi chị với. Từ từ. Chào em. Ba mẹ có nhà không? Dạ không. Ba mẹ không có nhà hả? Bao giờ thì bố mẹ em về? Dạ cũng chắc gần về hả? Không sao đi giờ ở đi. Chị ở đi nó đi chơi. Hà chị phụng làm gì mà về được, chị làm chị. Ừ. Thôi bây giờ thì chị cứ đi một vòng đi, nếu mà thôi kệ chị cứ đi rồi lát hồi bố mẹ em về chị quay lại đây nha. Tuy nhiên, cảm ơn em, anh chị chủ nhà lại đi vắng. Ngọc Ánh lại tiếp tục hành trình đi chinh phục những ngôi nhà khác. Lan Trình thật đảm đang khi tự tay chiên trứng, chuẩn bị bữa tối vui vẻ và ngon miệng cùng gia đình chú Hợp. Bình thường cô chú dậy lúc mấy giờ? Không, dậy 5 giờ, có hầu 5 giờ, hầu 5 giờ rưỡi. Dậy nấu nước ông uống. Uống xong rồi cái bắt đầu hai chồng ra tứ cái này, đúng không? Dạ. Chú Hợp và cô Ánh đã sống gần như cả đời người trên miền đất biển Phan Thiết này. Cô chú đã có với nhau 3 người con gái và 1 cậu con trai. Cuộc sống của cô chú luôn tràn ngập niềm vui bên con cháu và những luống hoa do chính tay cô chú trồng và chăm sóc hàng ngày. Chín được nhà chưa? Dạ chưa chị ơi, khổ quá nè. Thế rồi chị? Chị ăn cơm xong chưa? Dạ chưa. Dạ. Cảm ơn chị. Trời ơi mà. Vậy là cuối cùng Ngọc Ánh cũng đã tìm được cho mình một nơi để tá túc qua đêm nay. Trong ngôi nhà của anh Huy và chị Hạnh. Chúc mừng Ngọc Ánh. Dạ không, ba mẹ nó chưa có về nên nó cứ kêu em vô nhà ở. Nhưng mà chưa có xin phép ba mẹ thì làm sao mà vô được. Dạ mừng quá, nãy giờ em vòng thì chị mới đồng ý lại cho em rồi đây, mời em ăn cơm với lại cho em tối nay ngủ tại đây. Đúng một tiếng đồng hồ mà anh đi khắp khu này. Cuối cùng bây giờ thì cũng đã tìm được một gia đình vô cùng là tốt bụng, nhưng anh có thể ngủ lại qua đêm trong tối nay mà còn được ăn một bữa cá rất là ngon và canh cũng ngọt nữa. Quả là một ngày may mắn đối với Ngọc Anh đúng không? Đói bụng lắm rồi. Anh Huy là nhân viên kinh doanh kiêm thông dịch viên, còn chị Hạnh ở nhà bán tạp hóa và trông coi 2 cậu nhóc 6 tuổi và 1 tuổi rưỡi. Tiếng cười bình dị lắm, nhưng không dễ tìm thấy trong một gia đình náo nhiệt bận rộn nơi thành thị. Cô đi lên đây. Cô quên rồi. Em ra được
Sau bữa cơm tối, Lan Trinh liền cùng cô bé trong nhà chơi ô ăn quan. Do ít khi chơi nên Lan Trinh đành chịu thua cô bé cùng chơi. Cô biết tính mà. Làm sao đây? Chua thôi. Trời ơi, gì vậy? Ba cơ hết thế. Cái gì đâu mất cỡ bình thường. Hát cho cô, hát cho bà ngoại, hát cho mẹ nghe. Ngày mai con khôn lớn, bay đi khắp mọi miền. Con đừng quên con nhé, ba mẹ là quê hương. Không chỉ có chỗ ngủ trong đêm nay mà Ngọc Ánh còn được anh Huy và chị Hạnh đón tiếp rất nồng hậu và được tiếp đãi món bánh cốm thơm ngon của Phan Thiết. Em bánh nhạc nhà. Dạ, em mời em bánh hàng cho chị. Em thắng được cái cờ đó. Đây là chơi cái trò gì? Em sáng nay cái thử thách là 100.000 mua 10 loại ốc mỗi loại nửa ký. Thử thách thứ hai là em đi bắt con dông. Ghê quá chứ. Hồi nhà chị cũng nuôi dông nè. Nuôi không? Giờ hết nuôi rồi. Nuôi xong nó dông đi luôn rồi. Trời ơi, xong nuôi vậy em thấy bán cũng được đó mà. Bán 400.000 ký. Mình chưa có kinh nghiệm á, mình làm chuồng trại rồi sao á, nó bay đi mất đào. Trời ơi. Gặp lại đàng hoàng. Bóng xe gánh đỡ bảy con mưa rồng nhỏ. Đọc lớn lên cho cô anh cô nghe lần nữa nè. Bé vẽ ngựa chẳng ra hình con ngựa thế mà. Bé kể vớ chị ơi bà chưa trông thấy. Dấu hỏi thì con phải lên giọng nha. Dấu phẩy thì con phải ngừng một chút. Con về thế. Cuối cùng cũng xong một ngày mệt mỏi. Bây giờ Ngọc Anh có thể đi ngủ rồi. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn vào ngày sáng ngày hôm sau. Anh lấy cái màu của tôi gắn lên cây này nhé. Anh lấy cái màu của tôi gắn lên cây thế này. Lá này nước chua ngon lắm mê nè, độc mê nè. Thái chứ không thấy là nó già. Cứ tháng này nó ra đột bé nó được tiền hơn tháng mưa. Tháng mưa á, cái mùa của nó nhiều, nó rẻ tiền hơn. Nhiều ký cô? Bé bỏ món người ta 40, cái này như ở thành phố rồi người ta nấu bằng cái. Ở đây nhà quê ta nấu cái đột, mà cái đột này nó ăn ngon hơn. Lan Trinh phụ tới đám cây cảnh và cùng cô Ánh hái đọt cây để chuẩn bị cho bữa sáng. Thì Ngọc Ánh cũng bận rộn trong nhà để anh Huy đi làm và chị Hạnh đưa bé Lộc đi khám bệnh. Để em đi làm hả anh? Dạ, để chắc em phải chào anh trước. Em cảm ơn anh nha. Sáng nó khóc quá trời, nó mệt rồi chị. Rồi, cô không đụng nữa. Trời ơi, cô không đụng nữa rồi, cô đứng đây rồi. Có lẽ chẳng có gì vui bằng việc cùng mọi người trong gia đình nhào bột làm bánh và rôm rả với những câu chuyện về cuộc sống. Lan Trinh tự hào khoe những chiếc bánh do chính tay mình làm ra. Dưới đôi bàn tay khéo léo của Ngọc Ánh, mọi thứ đã được sắp xếp đâu vào đấy. Trên là bự bự bè bè đó như vậy nè. Bây giờ là lúc thưởng thức những chiếc bánh do chính mình làm ra. Mọi người vừa thưởng thức vừa cười vang rộn rã với những câu chuyện thường ngày. Hồi đó cô gặp chú thì sao? Lúc đó là trồng hoa chưa? Chưa. Mới trồng đây, mới trồng 3 năm nay à. Bao cấp mà. Dạ. Tụi bao cấp đâu có yêu trước như tụi bay giờ đâu. Ta mẹ thấy rồi, chỉ rồi định đi nói cứ à.
Dạ. Trong cái yêu thương hả? Thấy nhà mình vui. Lúc nào cũng cười. Đã đến lúc phải nói lời chia tay với những vị chủ nhà hiếu khách. Những bỡ ngỡ ban đầu đã thay thế cho những cái bắt tay, những nụ cười ấm áp của người ở lại và người ra đi. Cuối cùng thì bức tranh này cũng tạm hoàn tất. Đây là một phần quà nhỏ nhỏ mà Ngọc Ánh mang từ nhà. Thì anh hy vọng là với món quà này thì cậu bé sẽ học ngày càng giỏi hơn. Hy vọng rằng cậu bé sẽ thích món quà này. Xin cảm ơn là đã cho con ở lại một tối. Tiếp đón con rất là vui, tiếp đón con rất là nồng hậu. Con cảm ơn cô chú rất là nhiều và hy vọng là sẽ sớm được quay trở lại thăm cô chú. Đây là phần quà lữ khách 24 giờ là dành tặng cô chú hai cái đĩa nhạc của con. Con mới ra một cái album thôi, con xin gửi tặng cô chú với lại các anh chị. Chị ơi, em có ít quà tặng cho bé. Tặng cho bé chơi. Này là bức tranh em tô một nửa rồi về cho bé chơi một nửa. Coi như là kỷ niệm em với gia đình có duyên mới gặp được, gửi cho bé. Tại không có gặp được nó, chiều nó mới đi học về. Cái này là chương trình gửi tặng chị. Dạ. Đây. Con mua một cái nồi nhỏ giống như là đại diện để tặng cho cả gia đình luôn. Là chúc giống như là cảm ơn những cái món ăn rất là ngon mà cô chú đã nấu cho con ăn. Còn cái này thì tặng cho cô chị hai nhỏ nè. Còn cái này thì gửi cảm ơn cô đi. Chúc cho mấy cháu là coi như lên đường, là coi như đi về, là coi như là được bình an. Dạ. Cảm ơn. Gặp nhiều con mắt. Tạm biệt thành phố biển Phan Thiết, tạm biệt những con người với những tấm lòng rộng mở nơi đây. Hôm nay rời xa, hy vọng sẽ có ngày trở lại. Hành trang theo các lữ khách khi ra về không chỉ nặng thêm bởi những món quà mà còn nặng thêm bởi những ân tình của những người ở lại gửi gắm theo. Tao lên trên là coi như giãn cách dịu dàng, coi như đoàn hậu, thấy tấm tình là coi như cũng dễ thương. Trinh thấy mình rất là may mắn bởi vì Trinh được gia đình cô chú đã đón Trinh và tiếp đãi Trinh rất là tốt. Tất cả hai chị và cậu Út trong nhà như là những cái kỷ niệm Trinh sẽ nhớ mãi. Và Trinh hy vọng là mình sẽ được sớm quay trở lại để thăm cả gia đình như là những em bé nhỏ. Chị cũng chúc anh là luôn luôn trẻ đẹp, công việc làm tốt công việc. Ngọc Ánh cảm thấy rất vui và may mắn vì đã được ở trong nhà chị Hạnh một đêm. Thậm chí Ngọc Ánh cảm thấy chị Hạnh giống như chị gái của mình. Tặng đây thì em muốn gửi lời cảm ơn chị đã chăm sóc chị em trong suốt buổi tối ngày hôm qua. Và hy vọng rằng sau này chị em mình sẽ có cơ hội gặp lại nhau nhiều hơn. Ủa Trinh, sao rồi? Hai cờ tàn, ba cờ. Thôi đi, tôi biết tình hình của bạn rồi. Tại vì tôi xém được cái cờ thứ ba. Thôi cái gì đâu, cái này là coi như là không may mắn thôi. Xin chúc mừng anh đã giành được huy hiệu lữ khách 24 giờ. Yeah. Lan Trinh xin cảm ơn chương trình lữ khách 24 giờ đã tạo điều kiện cho Lan Trinh và Ngọc Ánh có 24 giờ để thử thách bản thân cũng như là có những trải nghiệm rất là xúc động. Cảm ơn chương trình rất là nhiều. Nhờ chương trình mà Ngọc Ánh và Lan Trinh hiểu hơn về bản thân mình và hiểu hơn về cuộc sống xung quanh. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại chương trình vào thời gian gần nhất. Xin hẹn gặp lại. Chào. Mời quý khán giả cùng đón xem tập tiếp theo của hành trình lữ khách 24 giờ với hai lữ khách rất đặc biệt vào chiều chủ nhật tuần sau lúc 17:30 trên HTV7. Chờ em lấy khăn giấy nha. Quán mà để ly vậy là đâu có được em. Khăn giấy nào đó, trời ơi, nhiệt tình.